Xin được gửi lời chào đến các quý vị khán giả yêu mến. Chúng ta đang gặp nhau trong bản tin Thế giới Thể thao ngày 24 tháng 1, ngày 30 Tết của bóng đá TV và Thể thao TV. Bản tin Thế giới Thể thao đã trở lại và bây giờ sẽ là những tin tức thể thao trong nước. Quý vị thân mến, đối với các vận động viên thì câu chuyện về đời sống riêng bên cạnh những ngày tháng miệt mài tập luyện thi đấu, cống hiến cho thể thao đỉnh cao thì vẫn còn đó những nỗi niềm cùng những sự khó khăn và vất vả. Và để có thể chia sẻ nhằm giảm bớt đi những lo lắng đó thì mới đây Tổng cục Thể dục Thể thao đã có hành động rất cụ thể để có thể hỗ trợ các vận động viên trong việc đào tạo và tìm kiếm việc làm. Theo thông tin từ Tổng cục Thể dục Thể thao, đơn vị này vừa công bố kế hoạch về chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh cho các tài năng thể thao. Cụ thể, nhằm định hướng nghề nghiệp và tạo điều kiện để các vận động viên tìm kiếm việc làm sau khi giải nghệ, chương trình đào tạo nói trên sẽ giúp các tài năng thể thao có được kiến thức cơ bản về kinh doanh, cũng như đưa ra cho họ các lựa chọn để hướng đến trong tương lai. Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo, các học viên có thể thử sức ở những lĩnh vực như chuyên viên quản trị kinh doanh thể thao, tư vấn viên, trợ lý hoặc thư ký cho các doanh nghiệp liên quan tới thể thao, hoặc tự mình bắt đầu sự nghiệp kinh doanh riêng. Tại làng bóng chuyền, theo thông tin của Thể thao TV và Bóng đá TV, phụ công Đinh Thị Trà Giang nhiều khả năng sẽ chia tay với Kinh Bắc Bắc Ninh để chuyển tới khoác áo Kinh Pha Quảng Ninh. Cho đến thời điểm hiện tại, chi tiết về hợp đồng giữa đôi bên vẫn chưa được tiết lộ. Được biết Trà Giang mới vừa hoàn thành 2 năm trong bản hợp đồng 3 năm với Kinh Bắc Bắc Ninh. Trước đó, cô đã chia tay Thanh Hóa để đến với Kinh Bắc Bắc Ninh hồi đầu năm 2018. Vào tháng 5 tới đây, giải bóng chuyền nữ quốc tế Bình Điền 2020 sẽ chính thức khởi tranh và trong diễn biến mới nhất, đội tuyển nữ Canada đã chấp nhận lời mời tham dự sự kiện này. Với đẳng cấp cùng trình độ đã được khẳng định khi là đội tuyển nằm trong top 20 thế giới, Canada hứa hẹn sẽ nâng tầm chất lượng chuyên môn của giải đấu sắp tới. Đồng thời, các đội bóng trong nước cũng sẽ có thêm cơ hội để cọ sát với đối thủ mang đẳng cấp quốc tế. Năm 2019 ở môn quần vợt thì tay vợt Lý Hoàng Nam đã gặt hái được những thành công lớn cùng đội tuyển quốc gia tại SEA Games 30 với tấm huy chương vàng đầu tiên cho quần vợt Việt Nam. Nhưng bên cạnh đó thì vẫn còn những nốt trầm trong sự nghiệp thi đấu của anh. Và trong ngày cuối năm thì chúng tôi đã có dịp được trò chuyện cùng Lý Hoàng Nam để nhìn lại năm đã qua và lắng nghe những chia sẻ của tay vợt nam số 1 Việt Nam về kế hoạch trong năm mới. Xin chào Lý Hoàng Nam. Đầu tiên thì xin gửi lời chúc mừng năm mới xuân Canh Tý đến Hoàng Nam. Nhìn lại năm 2019 thì Nam cảm thấy hài lòng và chưa hài lòng gì ở bản thân mình trong một năm vừa qua? Khoảng đầu năm thì Nam không có giành chiến thắng nhiều, chỉ đánh challenger thì chỉ khoảng vòng 2 thôi. Hầu như là Nam đã đánh rất là ít những giải main future. Rồi đến cuối năm thì bắt đầu Nam mới có những cái thành công là mình vào đến chung kết giải main 25.000 ở Tây Ninh và vào đến và vô địch giải quốc gia. Rồi sau đó là cái thành công lớn nhất là cái ở SEA Games huy chương vàng. Thì Nam cũng đã gặp rất là nhiều khó khăn ở trước SEA Games nhưng mà thì cũng vượt qua được. Hoàng Nam đã lọt ra khỏi top 400 mà Nam đã từng đạt được trong năm 2018. Vậy thì nguyên nhân do đâu mà khiến cho mình có một cái bước lùi như thế? Cái nguyên nhân lớn nhất là Nam nghĩ là do hệ thống điểm ở ITF và ATP người ta bị đảo lộn lại với nhau. Nam bị chấn thương ngay cái thời điểm mà Nam cần phải bảo vệ điểm rất là nhiều. Là hơn một tháng trời là Nam bỏ hết 5 giải, 6 giải là không có đi thi đấu. Cho nên là cái thời điểm đó là cái thời điểm mà Nam bị tụt hạng nhiều nhất. Trước đây từng có thông tin là năm 2020 thì Nam sẽ được đơn vị chủ quản cho đi tập huấn và thi đấu ở Mỹ. Vậy thì cái
quá trình huấn và thi đấu ở Mỹ trong năm nay sẽ diễn ra như thế nào và kế hoạch ra sao? Tại vì bây giờ cũng là một cái mùa đầu năm mà mình đi qua Mỹ, mà mình có thể huấn luyện viên sẽ thay đổi kỹ thuật cho mình, thì Nam nghĩ thay đổi kỹ thuật cái thời điểm này nó không có hợp lý, cho nên là Nam đã tập kỹ thuật ở Việt Nam rồi và mình cứ giữ cái kỹ thuật này mình đi đánh những cái giải đầu năm trước đã. Phải có phụ thuộc vào cái kế hoạch ở trên ITF, ITB nó như thế nào. Xong rồi Nam mới lựa chọn cái quyết định tốt nhất cho mình để có thể đi, một là đi Mỹ, hai là châu Âu. Tại vì thật sự thì Mỹ, cái châu Âu thì Nam cũng đều quen những học viện mà Nam cần phải đến rồi. Nhưng mà quan trọng là bây giờ là chỉ cần cái thời điểm đúng thôi. Một lần nữa xin cảm ơn Lý Hoàng Nam và xin chúc Nam cũng như là gia đình của mình sẽ có một năm mới dồi dào sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Và riêng Nam thì sẽ có một năm 2020 thi đấu thật sự xuất sắc và tìm lại chính mình trên bảng xếp hạng ATP. Và trước khi khép lại bản tin thì chúng tôi xin lưu ý quý vị khán giả là các trận bán kết và chung kết của giải cầu lông Thái Lan Master sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh Thể thao TV HD vào ngày mùng 1 và mùng 2 Tết. Quý vị và các bạn hãy chú ý để đón xem. Và bên cạnh đó thì quý vị cũng đừng bỏ lỡ những sự kiện thể thao hấp dẫn trên ứng dụng OnMe như giải Ngoại hạng Anh UEFA Champions League, UEFA Europa League và các trận đấu tiếp theo của đội tuyển quốc gia Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Và đó cũng là thông tin cuối cùng có trong bản tin ngày hôm nay. Và hôm nay đã là 30 Tết rồi và chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả đã luôn yêu mến và đồng hành với chúng tôi trong suốt một năm qua. Và hy vọng rằng trong năm mới thì quý vị sẽ còn yêu mến chúng tôi nhiều hơn nữa. Và trước khi nói lời chia tay thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại những gì chính đã có ở trong bản tin. Xin chào và chúc mừng năm mới!